Kính thưa quý vị, Không quân Hải quân Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, tên từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm thứ Sáu đưa tin, Không quân Hải quân của Trung Quốc gần đây đã tiến hành cuộc tập trận trên không ở vùng Biển Đông tranh chấp để tăng cường khả năng chiến đấu. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, các lực lượng được chia thành hai đội, màu đỏ và màu xanh, để chiến đấu với nhau, và cho thấy hình ảnh các máy bay chiến đấu bay trên bầu trời tại một địa điểm không được xác định trong vùng biển đông chỉ huy của một trung đoàn không quân hải quân chan dung quỳnh nói cuộc tập trận chủ yếu tập trung cải thiện kỹ năng và khả năng phối hợp chiến đấu trên không của các phi công căng thẳng giữa trung quốc và các nước láng giềng về tranh chấp chủ quyền ở biển đông đã gia tăng thêm sau khi các quan chức đài loan và hoa kỳ cho biết Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa địa đối không tối tân đến đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby cho biết, các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Trung Quốc mới gần đây đã bố trí các tên lửa trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại cam kết của Trung Quốc là không quân sự hóa biển Đông. Và hôm thứ Sáu, Úc và tầng Tây Lan cũng đã kêu gọi Trung Quốc tránh làm tăng thêm căng thẳng ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp trả rằng hai nước này không có liên quan trong các vấn đề Biển Đông và không nên đưa ra những lời khuyên không có tính cách xây dựng. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop là giới chức Tây Phương cao cấp đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi các tin tức xuất hiện, cho biết bà đã nêu vấn đề quân sự hóa của trung quốc ở biển đông trong cuộc hội đàm với ủy viên hội đồng nhà nước ông dương khiết trì tại bắc kinh vào hôm thứ năm và trung quốc đã chỉ trích các báo cáo về tin tức triển khai tên lửa nhưng đã không phủ nhận cũng như không thừa nhận là có các tên lửa ở biển đông